Thưa quý vị, phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 năm 2024 do Trung ương Đoàn Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 tại nhà Quốc hội. Phiên họp có sự tham dự của 306 đại biểu là đội viên thiếu nhi tiêu biểu đến từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó, đoàn đại biểu Quốc hội trẻ em tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 7 thành viên tham dự. Để các em tham gia phiên họp hiệu quả, đóng góp nhiều ý kiến hay, các em đã được tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết. Đây là 7 đại biểu Quốc hội trẻ em của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện hơn 200.000 thiếu nhi tỉnh nhà, sẽ có mặt tại hội trường Diên Hồng, thủ đô Hà Nội, tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 năm 2024. Thứ nhất là các em có cái học tập tốt, thứ hai là hạnh kiểm tốt, tham gia tích cực các phong trào đoàn hội đội cũng như các phong trào hoạt động của công tác tại trường học. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ chọn ra những em từ trong cái hội đồng trẻ em cấp tỉnh để tham gia. Diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần này có hai chủ đề thảo luận gồm phòng chống bạo lực học đường, tạo môi trường an toàn cho trẻ em và phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường. Thì em cũng chuẩn bị cho sẵn cho mình một tâm thế là sự trách nhiệm, bởi vì em biết là em là đại diện cho tiếng nói của rất là nhiều bạn học sinh trẻ em của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mình hứa lần này mình sẽ thật là cố gắng để nói lên tiếng nói của các bạn ở Hà Nội lần này ạ. Để chuẩn bị chu đáo cho các em tham gia phiên họp này, từ tháng 3 năm 2024, tỉnh đoàn và hội đồng đội các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức 74 kỳ họp diễn đàn lắng nghe trẻ em nói. Qua đó ghi nhận hơn 3.400 ý kiến kiến nghị. Trong số này, gần 1.400 ý kiến liên quan đến bạo lực học đường, tai nạn thương tích trẻ em, sử dụng thuốc lá điện tử. Đoàn đại biểu Quốc hội trẻ em tỉnh sẽ đưa ra thảo luận những nội dung này tại phiên họp. Chuẩn bị các nội dung phát biểu liên để khi đến với Quốc hội trẻ em lần này, chúng em sẽ đưa ra những cái ý kiến, đề xuất giải pháp làm sao đó để có thể tạo được một môi trường an toàn hơn, lành mạnh hơn đối với thiếu nhi không chỉ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta mà là đối với toàn bộ trẻ em ở đất nước Việt Nam. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ kiến thức, kỹ năng thảo luận, chất vấn cho các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội trẻ em tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công an tỉnh cũng thông tin đến các em thực trạng và các giải pháp khả thi liên quan đến hai chuyên đề sẽ thảo luận tại phiên họp. Là các em khá là tự tin, có cái bản lĩnh, có kỹ năng trình bày, tin rằng là các em sẽ thể hiện tốt cái vai trò là đại biểu Quốc hội trẻ em của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sẽ đem tiếng nói của trẻ em Bà Rịa Vũng Tàu đến diễn đàn Quốc hội trẻ em năm 2024. Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em là mô hình thiết thực, góp phần thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến các em. Đây cũng là đợt tập dượt sinh hoạt chính trị nhằm hun đúc ước mơ, xây hoài bão lớn cho thiếu nhi, chủ nhân tương lai của đất nước.